vậy là chúng tôi trong ban nhiệm câu lạc bộ về nghĩa vụ công dân hội chiến sĩ bảo vệ tổ quốc chỉ huy vũ trường thống nhất được ý kiến của quản lý là nghĩa vụ là tình nghĩa như vậy là trong ban nhiệm của đội thế thì như vậy là chúng tôi cũng quả đến nghĩa vụ công dân chúc ông như vậy mau thắng nhất tư tài. Vâng. 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 Quan tâm chồng cháu sẽ quan tâm với ông bà. Em xin cảm ơn các ông bà trong hội.